Các bạn thân mến, dạo gần đây thì trên mạng bắt đầu rủ lên tin đồn giữa Hoàng Thủy Linh và Ghi Lê có một quan hệ trên mức tình cảm bạn bè. Rất nhiều những khoảng khắc hình ảnh thời điểm được dân mạng soi ra chứng tỏ là cặp đôi này đang hẹn hò. Trong khi người trong cuộc thì chưa lên tiếng, người quản lý của Hoàng Thủy Linh cũng khẳng định cô và Ghi Lê chỉ là bạn bè. Nhưng những hình ảnh mới nhất khi hai người thân thiết trên một chuyến bay thì cư dân mạng đã một lần nữa khẳng định rõ ràng cặp đôi đang hẹn hò. Cách đây ít giờ, ngày 4 tháng 11, một người đi cùng chuyến bay với Hoàng Thị Linh và Gile đã chụp được khoảng khắc tình cảm của hai cặp đôi này. Tài khoản Facebook HT khoe tấm hình Hoàng Thị Linh và Gile tự vào người nhau để ngủ. HT nhận xét Gile gây ấn tượng về sự lịch lãm và rất yêu trẻ con. Trong khi đó thì tài khoản TH cho biết rằng mình là người bố bé con ngồi cạnh bên Gile. Theo TH, cô tỏ ra lịch sự an cằn, thi thoảng quay qua nựng con anh xuống sân bay thì cả hai khoác tay nhau đi giữa chỗ đông người. Trước đó thì hai nữ ca sĩ này từng bị đồn yêu đồng giới khi liên tục đi ăn đi chơi cùng nhau. Kỳ Lê đã sẵn sàng cùng Hoàng Thị Linh ra Hà Nội đưa đón cô đi làm việc. Cả hai còn diện đồ đôi đều nhẫn cặp. Trong dịp sinh nhật mẹ Ghi Lê, Hoàng Thị Linh xuất hiện như một thành viên của gia đình với lãng hoa, chúc mừng sinh nhật má. Trong khi người trong cuộc thì chưa lên tiếng, quản lý của Hoàng Thị Linh khẳng định hai người chỉ là bạn bè. Ghi lê tên thật là Lê Thành Trúc, sinh năm 1991 và cũng là một ca sĩ của Vbop. Bên cạnh việc ca hát thì Ghi lê còn tham gia dẫn chương trình cho giới trẻ. Nữ ca sĩ từng được cho là có tình cảm với Chibu. Cho dù là cặp đôi không xác nhận mối quan hệ này, nhưng mà có một thời gian dài thân thiết xuất hiện cùng nhau. Nhưng kể từ năm 2018 thì Ghi lê và Chibu được cho là đã cạch mặt nhau, mỗi người có một sự nghiệp riêng.